tin cập nhật thì cảnh sát đang truy tìm một người tên là Meet Ethan. Meet Ethan là một người 17 tuổi, nhà ở Hillside, vì có liên quan đến cái chết của em 16 tuổi như hôm trước chúng ta đăng. Quý vị coi lại cái bản tin hôm trước Hiệp đăng cách đây có mấy ngày. Nhắc lại là em Paso Hillim, 16 tuổi, đã chết ngay tại chỗ Sunside đó. Vào ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023. Còn em Athem này thì đã không về nhà từ ngày 19 tháng 5 năm 2023. Mayit Athem thì người cao gầy, từ 1m8 đến 1m9, tóc quăn, có góc gác của người châu Phi. Người tại cảnh sát khuyên rằng là chúng ta nên cẩn thận, đừng tiếp cận quá gần, cũng như nếu thấy thì báo, và rằng nếu ai mà biết mà không báo cáo lại cảnh sát thì cũng bị coi là có liên đới, đồng phạm liên đới. Cho nên bà con chú ý điều đó. Trong thời gian này thì người ta không biết rằng là em Athem này có còn giữ vũ khí không, nhưng mà người ta khuyên chúng ta không nên tiếp xúc gần. Ngược lại, người ta cho rằng là nếu em này ở ngoài thì em có thể là nguy hiểm, là một nguồn nguy hiểm, bản thân của em cũng có thể bị nguy hiểm vì do có thể có sự trả thù, trả đũa. Đó là người ta nhắc chừng như vậy. Cũng nên nói thêm là cảnh thám tử thì người ta đã thẩm vấn một em trai khác 17 tuổi ở Caroline Spring và một em trai 18 tuổi khác ở Burnside. Nhưng mà hai trường hợp này thì cảnh sát sau khi hỏi thẩm vấn xong thì người ta cho về, và tùy theo tình huống phát triển thì người ta sẽ tìm hiểu tiếp thêm. Liên quan đến ở vùng Brighton. Brighton là vùng mà như chúng ta đều biết á, là vùng những người giàu, những người có. Nhưng mà trường hợp này lại cũng còn của ông 95 tuổi ở trong một cái nhà dưỡng lão. Cụ này mới vào đây tháng 9 thôi, vợ cụ mất được 12 năm. Thế thì cụ vào trong đó, cụ đi lại thì khó khăn, cho nên 95 tuổi mà chúng ta biết mà. Cụ đi bằng cái xe scooter, cái xe mà xe điện đấy, và chúng ta coi trên TV sẽ thấy đó. Thì cụ đi bằng cái xe đó để mà đi đến nhà thờ, đi đến phòng mạch và đi mua sắm nếu mà đi được. Cụ ở trong cái nhà dưỡng lão này cũng rất là an toàn, bởi vì là 5 giờ tối là người ta khóa hết rồi. Thế nhưng mà buổi sáng hôm đó cụ xuống thì là cái xe không cánh mà bay, người ta CCTV lại thì người ta thấy có hai kẻ trộm nó vào đâu, nó lấy xe và nó đi. Tất nhiên ông cụ nói là ông cầm chìa khóa lên hết rồi, nhưng mà nó đem nó coi là nó nối dây qua để mà nó chạy được cái scooter đi, nó lấy luôn cả cái gậy của một ông hàng xóm. Như vậy là cả trộm rất là nhẫn tâm. Coi như một ông cụ 95 tuổi nó lấy những cái xe này, không biết nó bán được bao nhiêu. Một cái xe này theo ông cụ nói thì giá trị khoảng chừng 5.000 đồng. Nhưng mà cái sự vô nhân đạo ở chỗ là không biết bán như thế nào rồi mà làm hại cho một ông cụ đến 95 tuổi. Mà cái nếu mà chúng ta nói là cái cửa roller nó đóng từ 5 giờ chiều, như vậy là khả năng kẻ trộm nó vào đó trước. Hoặc là có lúc nào đó một người khác vào mà chưa kịp xuống thì nó đã chui vào. Thế thì đúng, cái sự kiện xảy ra chúng ta coi trên CCTV là khoảng 10 giờ đêm. Mà 10 giờ đêm mà chúng nó lại nối dây và chúng nó chạy, chúng nó đi ra. Như vậy là không còn cái tình người nữa, đúng không? Ăn trộm và ăn trộm đến cái người mà phải dùng đến cái xe phải đi, họ không đi được bằng xe. Đây là xảy ra ở Brighton. Brighton là khu giàu có, khu xịn đó nha, khu đẹp miền Tây, ở miền Nam đó nha. Chứ không đừng có nói là miền Bắc và miền Tây. Cho nên là ở đâu cũng có trộm cắp. Tất nhiên là vùng miền Tây, Bắc thì nhiều hơn miền Đông và miền Nam. Nó thật là như vậy. Nhưng mà xã hội bây giờ thì nhiều việc. Tiếp theo thì bản tin liên quan bà cụ 95 tuổi ở viện dưỡng lão bị người cảnh sát dùng súng phát điện bắn vào người. Thưa tin đã đăng thì bà cụ này đã tử vong. Được biết, bà cụ Claire Norman này, 95 tuổi, đã vào nhà dưỡng lão tên là Zalambi Lodge ở vùng Coma được 5 năm. Bà này đã bị bệnh dementia, tức là bệnh mất trí nhớ. Khi mà bà này có cầm cái con dao, chắc là vì cái tình trạng dementia, tức là không còn tỉnh táo, cua thế đó, thì là người cảnh sát dùng súng điện người ta bắn vào bà. Bà ngã xuống, bà té và rồi bà bị vỡ xương sọ, được đưa vào khoa cấp cứu, nằm trong đó hồi sức, và cuối cùng thì chính thức thì bà đã qua đời. Và người cảnh sát tên là Christian White, 33 tuổi, đã bị truy tố. Chúng ta hay thường nói là miền Đông thì an toàn,
miền Nam an toàn, còn miền Bắc và miền Tây thì không an toàn. Nhưng thưa bà con, đây tin hôm nay. Sự việc cụ thể là khoảng chừng 5 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2023, một người taxi 38 tuổi được yêu cầu đến pick up, tức là đón tại cái địa điểm ở trên đường Barbie Grove ở Cranbourne East. Nhưng mà khi anh này đến thì ba kẻ lạ mặt, ba kẻ đàn ông đã dí dao và cho bắt anh này tài xế phải ra khỏi xe. Và khi anh tài xế ra khỏi xe đó thì chúng vào xe. Rất may là nó không có đâm chém gì anh này và anh này không bị sao. Thì nó lấy xe nó đi. Và chúng lấy xe, chúng gọi là cướp xe, là carjacking đó. Khi mà lấy xe đi thì sau này nó bỏ xe ở cái vùng Clyde. Là cái vùng nó cũng cách đó cũng chỉ mấy cây số thôi. Cũng về cũng tất cả cái này xảy ra ở vùng vùng đông nam của thành phố Melbourne. Đấy.